thủ quân Tây Ban Nha đòi bỏ đội, ngay trước bán kết gặp Pháp. Đội trưởng Alvaro Morata gây bão trong trại huấn luyện của Tây Ban Nha vào đêm trước trận bán kết Euro, khi tiền đạo này đe dọa bỏ đội vì những lời chỉ trích vô lý, đồng thời ám chỉ gia đình anh cũng muốn rời khỏi đất nước. Tiền đạo Morata tin rằng việc chơi bóng ở nước ngoài là dễ dàng nhất đối với anh do bị đối xử tệ bạc. Anh bị la ó nhiều lần khi chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, không chỉ ở mùa Euro đang diễn ra tại Đức. Đội trưởng Morata muốn chuyển ra nước ngoài vì sự đối xử tệ bạc và anh đã tiết lộ điều đó đến gia đình anh, bao gồm vợ và 4 đứa con nhỏ. Morata cũng nêu ý định rời khỏi Atletico Madrid chỉ một tuần sau khi anh cam kết tương lai của mình sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ, vì anh quá tức giận với chia sẻ, ở Tây Ban Nha, không có sự tôn trọng dành cho bất kỳ ai. Đáng nói là những tâm sự của Morata diễn ra ngay trước khi đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị trận bán kết đầu tiên của Euro 2024 gặp Pháp, và một cuộc trả lời phỏng vấn của anh với tờ El Mundo đã gây chấn động tại quê nhà. Đây có thể là giải đấu cuối cùng của tôi ở Tây Ban Nha. Tôi không muốn nói quá nhiều, nhưng nó sắp sửa xảy ra. Tiền đạo người từng chơi cho Real Madrid, Juventus và Chelsea trước khi gia nhập Atletico, ban đầu được cho mượn vào năm 2019, đã phải chịu đựng mối quan hệ căng thẳng với người hâm mộ Tây Ban Nha. Anh cũng từng bị giới hâm mộ bóng đá nhiều lần la ó trong chiến dịch của Tây Ban Nha tại Euro 2020 và đáng chú ý là trong trận giao hữu với Brazil tại sân Bernabeu vào tháng 3. Ở Tây Ban Nha, tôi khó có thể hạnh phúc, Morata nói, không nghi ngờ gì nữa, tôi có cảm giác hạnh phúc hơn khi ở bên ngoài Tây Ban Nha. Tôi đã nói điều đó nhiều lần, và trên hết, vì mọi người tôn trọng tôi. Còn ở Tây Ban Nha, không có sự tôn trọng dành cho bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai. Ngôi sao Morata kết hôn với bạn đời của mình, Alice Campbell, trong một buổi lễ tuyệt đẹp tại Venice vào năm 2017 và có 3 con trai và 1 con gái với nữ blogger thời trang này. Dù đang rất bất mãn với nhiều người hâm mộ Tây Ban Nha, cầu thủ 31 tuổi này sẽ xuất hiện trong trận đấu với Pháp sau khi có thông tin không chính xác cho rằng anh đã nhận thẻ vàng trong chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Đức. Mới đây, mọi người nói tôi đã khóc trên đường biên vì tôi bị phạt thẻ vàng, Morata giận dữ nói thêm thật vô lý. Tôi khóc vì đất nước tôi, với tôi là đội trưởng, đã vào bán kết. Tôi không bao giờ chỉ trích một người đã khóc vì điều thiêng liêng đó. Nhưng tôi lại bị chỉ trích vì tôi khóc và cố kìm nén bằng cách cắn đứt tay mình sau khi giành chiến thắng tại Euro. Tôi đã rất cố gắng tận hưởng giải đấu này, và đây có thể là cuộc chơi cuối cùng của tôi với đội tuyển quốc gia, và trong tương lai, điều gì đến sẽ đến. Có lẽ một ngày nào đó, mọi người sẽ nhớ tôi. Nhưng tôi đang đếm ngược mỗi ngày, khoảnh khắc ra đi lại gần hơn. Đó là lý do tôi rơi nước mắt, và tôi cũng sẽ khóc cho bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo, dù tốt hay xấu. Về tin đồn khả năng anh rời Atletico vào mùa hè này, tiền Morata một lần nữa lại nêu ra viễn cảnh chuyển nhượng, tôi vẫn nghĩ. Mặc dù tôi đang tập trung vào Euro, nhưng tôi không biết liệu ở lại Tây Ban Nha có phải là lựa chọn tốt nhất cho tôi hay không. Tôi đã nói mình rất muốn giành các danh hiệu với Atletico, nhưng sau đó tôi phải cân nhắc xem điều đó có xứng đáng hay không. Trước thềm Euro, tiền đạo Morata một lần nữa đáp trả những lời chỉ trích về màn trình diễn của mình và nêu chi tiết về ảnh hưởng của nó đến gia đình anh. Với tôi, điều dễ dàng nhất là không chơi ở Tây Ban Nha, vì cuộc sống của tôi, vì những gì tôi phải trải qua khi ra đường ở đất nước chúng tôi. Tôi nghĩ mình sẽ chơi bóng ở nước ngoài thì tốt hơn. Tôi rất buồn khi các con tôi, còn rất nhỏ, không hiểu tại sao lại có người tức giận với cha chúng đến vậy. Tôi đã từng muốn đi khỏi Atletico vào mùa hè năm ngoái, khi có những lời đề nghị tài chính tốt hơn, những đội bóng tuyệt vời, nhưng tôi có ảo tưởng về chiến thắng với Atletico. Sau đó, tôi thấy cách mọi người phản ứng với các trận đấu và chiến thắng của chúng tôi đã đưa tôi đến quyết định phải ra chơi bóng ở nước ngoài.